Một đời người, một đời tướng, cống hiến cho đất nước, nhưng vẫn gần gũi, giản dị. Trước khi ra đi, ông chỉ có một mong muốn là trở về với đất mẹ Quảng Bình. Nơi yên nghỉ của đại tướng là khu vực Mũi Rồng thuộc Vũng Chùa, Đảo Yến, cách đèo ngang, ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình khoảng 7 km, cách quốc lộ 1A về phía biển khoảng 3 km. Vùng chùa được bao bọc bởi ba hòn đảo là Hòn La, Hòn Nôm và Đảo Yến. Cùng với Mũi Ông và Mũi Rồng thì nơi đây dù có trời mưa bão to thì sóng biển vẫn rất yên ả. Và nơi đây đã trở thành âu thuyền để tránh trú bão cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, phía bên trái tôi chính là Đảo Yến. Còn xa xa đằng kia chính là Tháp Chuông trên Mũi Rồng, nơi được chọn làm nơi an táng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và tính cho đến thời điểm hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ. Nếu như Lệ Thủy có vinh dự là nơi sinh thành đại tướng, thì huyện Quảng Trạch là nơi ôm ấp giấc ngủ ngàn thu của người. Người dân xứ Vũng Chùa những ngày này đan xen nhiều tâm trạng. Họ càn nước mắt vì đại tướng qua đời, nhưng lại mong ngóng từng phút, từng giây đến ngày đón đại tướng về với quê hương. Là coi như tự hào vinh dự, coi như vị tướng, linh cữu của vị tướng là được an nghỉ từ tại là Vũng Chùa, làm ăn đi trên biển thì đều hàng ngày đi qua cái khu vực đó cả, thì cũng tự hào rằng coi như là ngày nào cũng được là trông thấy là coi như là vị tướng đang nằm an nghỉ ở tại đất quê mình. Vũng Chùa yên ả đến tĩnh lặng bao năm nay, giờ được đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người con Quảng Bình, chọn làm nơi yên nghỉ vĩnh cửu, càng tôn lên vẻ tôn nghiêm của vùng đất này. Một sự lựa chọn minh chứng cho sự giản dị, tấm lòng hướng về quê hương của người đại tướng tài ba. Thì tôi thấy rằng vùng đất này là một vùng đất rất đẹp. Và nói như trước đấy thì tôi nghĩ rằng cái vùng đất này cũng có thể nói là một cái vùng địa linh nhân kiệt. Vừa có biển, vừa có là bãi cát băng, nhưng mà đồng thời cũng có những cái thế núi che chở rồi có cả hang động. Đây là cái hành động rất là ân nghĩa với quê hương và cũng là một cái nguyện vọng rất là chính đáng, rất là bình thường của một cái con người bình thường là khi nằm xuống thì muốn được nằm ở trên cái mảnh đất quê hương của mình. Từ nay đêm ngày đại tướng sẽ làm bàn với tiếng sóng biển khơi, với cát trắng, với tiếng vi vu của rừng cây phi lao. Nơi đây người thanh thản yên giấc ngàn thu giữa thiên nhiên, trong tấm lòng của người dân Quảng Bình quê hương.